khách đang đứng mua khu bây giờ đây, người rất là đông vào buổi trưa đây, 12 giờ đây. Tại vì ba chưa ra nhưng mà khách cũng rất là đông rồi. À, mặc dù gì ba chưa ra nhưng mà cái số thứ tự á, à, đây là những người chờ cho số thứ tự để mua khu bây giờ đây. Đó, đặc biệt ngày hôm nay là khu bây giờ được rất là nhiều người mua. À, vừa dọn ra mâm cua thì đã gần hết rồi, chỉ trong vòng 10 phút thôi. Đó, con đường này kẹt xe rồi mọi người. Đó, cứ mỗi vào giờ trưa mà chị ba đông khách là con đường này kẹt xe. Khoan từ từ cô ơi, anh này chờ ba, anh này chờ nãy giờ. Từ từ đen hoa vậy, con chạy con không ạ. Đây nè, anh mua mấy con này vậy? Em mua 2 con. Một con cua gạch, một con cua thịt. Cái này thì mới ăn lần đầu luôn hay sao? Tại vì xem clip. Cho cái nước đây là chưa thèm quá. Em xa lắm, từ quận 2. Quận 2 liền. À đúng rồi. Thì bút muốn bút rap đâu mà không ai nhận bút. Thấy sợi ba. Rất là mình ý gì, bởi vì sao nhìn rất là nhiều những cái clip của gì thì mình thấy là mình nghĩ là chân chất, thứ hai cũng muốn ủng hộ gì nữa. Và thứ ba là rất là mình cũng đi xem rất là nhiều những cái review ấy, thì thấy mọi người là đến ăn và nó rất là ngon, với là muốn xuống xem cái nước chấm thần thánh của gì như thế nào. Thì em bị nghiện ăn mà em toàn là bị thích là xem những cái chương trình là về đồ ăn này kia, là nửa đêm thức đến 2-3 giờ sáng chỉ biết chỉ việc xem người ta ăn như thế nào. Chị có nghe thông tin là cua gì ba bán cua tối mà có khách rồi tới chửi không? Thực chất là mình nói nghe này, khi mà người ta đã mở ra để này, đối với người ta, đối với dì ba, mình nghĩ là dì còn quá nhiều thứ để phải lo nghĩ. Tức là gì đã còn phải lo, nhưng mình biết là bạn gì cũng phải lo về cái việc là phải trả nợ gì kia. Không có ai mà, thực chất nói dùng từ là không ai ngu dốt gì đến cái mức mà đang đông để mà phá hủy đi chính cái bát cơm của mình. Không ai, tại vì đối với kinh nghiệm của gì cũng có thể có những trường hợp, ví dụ trong nguyên một cái loạt này một con nó bị hỏng chẳng hạn đi, nhưng mà gì lúc nào gì cũng rất là happy cái việc là ok, nếu mà không ngon thì đổi lại trả lại. Đổi lại mình đổi cua hoặc là trả tiền lại luôn. Nhưng mà mình nghĩ như vậy thì sẽ không một chút không công bằng với gì ba lắm. Còn có những trường hợp ví dụ như những người họ không thích gì ba hay là họ gây năng tức ở kia, họ nói ok là mua cua của gì ba, cho người họ mang đến, họ muốn là hạ uy tín của gì hay là nhiều cái thứ khác. Mình nghĩ là tốt nhất là nếu mà mua, nếu mà để mà ok nhất ấy, thì nên để cho gì chọn tại chỗ, mình ăn tại chỗ luôn, mình thử tại chỗ, hoặc là để nếu mà mình muốn mua về cũng được, nhưng mà để cho gì check, tức là gì đập ra thì kiểm tra xem ngon là mình mang về. Bây giờ đã mang về nhà rồi xong rồi lại, mình không có chắc chắn lắm là cái cua của gì hay là không. Thì mình nghĩ là như vậy thì tội cho gì thôi. Tại vì thực chất là được đông như thế này là bởi vì là cái sự thật thà của gì, thứ hai là cái sự uy tín của gì, để mà mới được rất là nhiều người giúp đỡ. Thì gì không ngờ để vì những cái điều đó để mà tham lam để mua những cái cua kém chất lượng. Tại vì nếu mà như vậy thì đông lên là bởi vì sao, người ta quý, người ta thương và người ta ăn cua ngon thật. Mà mình nói thật, ai nói là cua mắc, mình không nghĩ cua mắc, 400.000 hai con bự quá trời quá đất. Mà cua được tuyển chọn luôn. Cua không hề mắc, mọi người nói là cứ nghĩ là cua tiền triệu, thế là trên báo ghi là của cua tiền triệu. Cua tiền triệu là bởi vì mua 5-6 con thì mới tiền triệu. Còn mua một con hai con có hơn 200.000 một con mà cua rất là ngon. Rất là, với lại cái này đã hấp rồi mà, đúng không nhỉ? Đúng rồi. Còn mình mua tươi thì em khác. Mình chấp nhận thì chắc chắn rồi. Bây giờ người ta đã dậy từ sáng sớm, người ta đi mua cua về cho mình, người ta họ chọn những cái con ngon nhất. Nhiều khi mình cũng đi ra ngoài đường, mình đi mua về, mình cũng chọn được, nhiều khi cũng biết được những cái bên trong cua ong. Mình dùng đây là mình đã được qua một cái bước chọn học rồi, với lại người ta đi làm có thể có công chứ. Người con cua thì cái nào rồi mình đã đến được mấy anh rồi. Dạ, em không có cái cạn bự đó. Ba vừa mới tới luôn, vừa mới mở một cái mâm cua ra. Đợi cho chị, đợi cho xem, đợi cho chị không? Đợi cho chị bán cái đông này cái đi. Này cua gặp này cua được. Anh
con nào mập mập đấy chị bán. Thực chất là cái cua này ngoài cái việc mà ngon từ cái nước chấm của dì ba là phải đúng tay dì ba bắt con ngon. Cái này vừa thịt vừa gạch nè. Để cho hai con. Con gì tú, mấy con chua. 2 4 5 gạch thì thật ăn. Thật hay giặt. Em để chung cho dạ. Con gạch con thịt được không? Dạ. Bây giờ á là thủy ở tiền này. Gạch nhiêu con? Gạch vừa thịt. 4 gạch vừa thịt. Mấy con hai con. Hai con. Hai nhỏ được rồi. Tính bao nhiêu? 70 hả? 70. Cái mới bán hàng rồi chị. Dạ chưa cân. Vậy là 700.000 á ký á chú. Con đang cân. Dạ 400.000. Đây là cái chị ở quận 2 lên ăn cua của dì ba. Đây là lần đầu tiên chị ăn cua. Ngày hôm nay chị mua 2 con cua là chị ăn hết rồi đây. Chị cho em hỏi xíu là chị cảm nhận của chị khi lần đầu tiên ăn cua của dì ba như thế nào ha? Chắc là như này, mình biết cái cua của dì ba là qua tất cả những cái kênh YouTube như là những cái họ đi ăn rồi và họ review về. Mình thì cũng không phải là đứng kiểu đi ăn theo phong trào, bởi vì chắc là mình ở rất là xa thì mình xem vậy thôi, nhưng mà thấy mọi người quá là, tức là như này mình đã nói là nhiều khi các anh chị quý cô chẳng hạn ấy, thì cũng có thể đến ủng hộ 1-2 lần, nhưng mà khi mà người ta kéo lại đông nhiều nghĩa là sao cô phải ngon và chất lượng thì bắt đầu người ta mới truyền tay nhau để người ta đến. Thế cũng là sau bao nhiêu lâu rồi bắt đầu hôm nay Phương mình mới quyết định là dẫn em bé của mình đi xuống tận đây để ăn cua rồi đó, tại vì cũng nghe được rất là nhiều những thông tin là cùng chiều, như thông tin trái chiều là cua thì có người khai rất là ngon, có người nói là cua có vấn đề này vấn đề kia, thì Phương nghĩ là để mà biết được cua ngon hay không thì phải đi xuống thực tế ăn thật luôn. Thế biết là như nào. Thì đây hôm nay mình order 2 con. Hai con cua. Rồi sao chị ăn thì thấy cái gặp cua hay là cái thịt cua của dì ba thì như thế nào ạ? Thực chất là mình ăn cua rất là nhiều. Nhưng mà phải công nhận là cái cua của dì có một cái bàn tay rất là thần thánh. Cái con cua gạch mà mình ăn ấy, hầu hết là có những cái con cua gạch mình ăn thì cái thịt nó sẽ không được chắc. Nhưng mà cái cua gạch này của dì đấy là gạch mà nó đầy ự luôn đó, mà thịt rất là chắc và ngọt luôn. Và thứ hai là cái cách hấp của dì á thì cái nước nó không có bị đi ra. Nó vẫn giữ nguyên ở trong cái cua, lúc mà bỏ ra, lúc mà mình bóc cái con cua ra, cái nước này ra nó hút cua nó ngọt lắm. Rồi chị có giới thiệu bạn bè đấy ăn không ạ? Chắc chắn rồi. Tại vì lúc nãy là mình cũng livestream, tại vì cũng có rất là nhiều anh chị ở xa cũng muốn ấy. Thì mình livestream mình nói cũng có rất là nhiều người nói là hỏi gì xem là muốn ship về như thế nào. Ship về hay chị? Đúng rồi. Ta lựa cho con 6 con đi.
còn nhiêu đó anh đó, còn sáu con là hết cái luôn rồi đó. Cái này có chị hả? Ừ, hai con em. Hai con rồi. Còn nhiêu anh lấy hết luôn. Dạ, còn nhiêu là hết luôn rồi đó. Ủa còn dưới đây nữa mà. Đó, chắc lắm rồi. Hết rồi. Rồi sáu con, còn ba lượt lượt vô mà thấy không? Đây. Rồi hai con điện riêng. Rồi, mà cân cân chung thì riêng mà cân chung. Còn nào một ngàn bỏ vô. Rồi, bỏ cái này chung giá tiền là sao? Chung giá tiền hết. Anh em bỏ vô. Rồi. Như phí rồi. 700 anh. Bốn con nữa. Mà ngày nay là bao nhiêu ký? Bông thì 70 quá. Phải không? 70 ký không? 70. Mà dây là bao nhiêu anh? Dây là 25 ký, 27 ký. Đó, thấy chưa? 30 ký rồi đó. À, gần 30 ký dây. Rồi còn 40 ký cua tươi, 40 ký cua tươi hấp ra nữa là nó giá nước cũng giảm bớt nữa. Rồi trước sau mà người ta họ tới rồi chửi quá trời vậy. Người ta nhiều nướng mì á. Hả? Nó nuốt miệng. Không hỏi thiệt á. Vì sao? Nó nói gì bà bán cua thối hết rồi. Nói gì bà bán cua thối hả? Rồi luôn. Cái đó là không phải. Cái này á, dì ba không biết. Dạ, anh nói số dì ba đâu bán thì dì ba biết. Tụi này bán thì dì ba đâu biết rồi. Em mang 11 nữa cho ăn đó. Đúng rồi, ra nói gì dì ba? Hả? Đúng rồi, quay. Ra chửi cái gì? Chửi gì dì ba? Nó nói dì ba bán rồi cuối dì ba mới nói là dì ba bán không có khi nào mà bán rồi cuối rồi chết cua chết còn chưa có sao bán cuối rồi cái nó nói la lối thùng rồi á phí vậy đó thấy vậy đưa cho nó 700 mà trong khi dì ba cũng không biết nó đưa mà biết dì ba không cho đưa đâu mà nếu đưa vậy là nó nói mình chấp nhận bán đồ cuối thấy không thăm dò thì nó không có bà có sợ không nó không có nói về ba cái gì hả mấy đứa con mà quay phim giữa thề ta đã chém chết mẹ rồi bay nào đó mày quay tầm bậy tầm bạ tụi bay đi quay không có đúng sự thật họ nói gì đó ta chém chết mẹ rồi bay bà con nào gì bữa đó rồi trước gì ba đó là cái con đó đó hả con đó thôi chị mua nhiêu em trả lại chị nói là mua ký 6,5 dạ cái tủ này ra là cũng ghê thôi kệ đi coi như tháng 7 còn tháng 7 thì ba gì ba cũng giường đây có sao đâu gì ba lớn tuổi để sao gì ba có sức khỏe là tốt rồi không còn cái gì hết à bán như vậy rồi có sợ trộm cướp rồi gì không sợ chứ bán thì có bán nhiêu tiền thì ba đem ra trả tiền giữa rồi gì ba đâu có đem tiền về nhà đâu có nhiêu tiền em về giữa trả tiền không mình cũng phải trả cho vừa chứ dì ba đưa về là dì ba trả tiền cho vừa tức là bán xong là trả tiền cho vừa đó dạ thì dì ba không có đem về ấy là dì ba ở một mình vậy rồi tiền bán được rồi có sợ trộm cướp tìm tới không thì ở đó thì nó đúng về về sớm mình á thì không có sợ dạ. Sớm mình là nhiều đông lắm mà tụi nó có tình cảm lắm nó đúng vậy không ai vô đó hại mình được đâu ở ngoài này là sợ nhiều khi á nó hại mình chứ còn vô tới trong đó không có sợ thôi chúc gì ba có nhiều sức khỏe để bán cua kiếm tiền hưởng tuổi già nha hay là trong vòng chưa tới 15 phút thì mong cua dì ba chỉ còn lại vài con thôi cái nào ngon thì ba mới bán nha.
này cua không ngon thì ba không bán. Cái đó là cua nó vậy là gì ba bớt lấy hai con này không? Từ từ nó nói 300 rưỡi không biết có được không thì ba bớt bao nhiêu tiền bớt cắt ra cái này là tiền. Cái này ngon. Con này ngon này. Rồi thắt cua rồi cả nhà. Còn hai mà được chị, cả nhà. Chị ba bị chửi cả nhà đã ủng hộ chị ba rất là cảm động luôn. Đó này vừa thịt vừa gạch này. Cắt thêm con nữa đó. Còn hai con nữa rồi. Con này là bán được nè. Chưa lấy tiền mà sao không em? Chưa. Có cua rồi anh. Cua rồi bán. Ngày mai đi ăn khổng đây nha. Ngày mai chủ nhật cô ra mua cũng ngon. Dạ, cô thành 650, cô gặp 700. Ngày mai cô ha, mai ra cũng rồi, bớt bao nhiêu, bớt lại con này bao nhiêu? Thôi lấy 300 luôn, lấy con này luôn đi, 250 hả? Thôi ăn được thôi, đừng có bán luôn. Sao con này cho nào? Ăn. Chị ba cho mà. Thôi khỏi chị ba. Không phải là cô chết rồi mà không có đâu. Cân này, cân lại con này bao nhiêu? Cân này hàng còn không? Ok, bán đại nó luôn đi. Bán nhiêu? Bán nhiêu? Rồi 50, 50 thôi. Vậy có 50 bán á? 50 quá, một cá quên. 500 một ký. 500, bấm 500 đi. Rồi ra bao nhiêu tiền? Hết rồi con ơi. 99 lên à. 95 ngàn. 95. Mới giá. Mới 305. Mới giá thì. Mới giá thì hả? Ra. Sao cua này mình không bán được? Sao cua này mình không bán? Không được, cua sớm. Cô ốt hả? À. Cô cốm hả? Cô cốm không có. À đây là một con cua. Mai đi mai ra có cua gạch xo. Dù cua cốm, dù cua thịt. Mà cua thịt cua bự vậy không á. Bữa nay giờ bán. Cua này ở đâu ạ? Cà Mau.